Quý vị khán giả truyền hình thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với sân vận động Vinh, thành phố Nghệ An để chuẩn bị theo dõi trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ vòng đấu thứ 19 giải bóng đá vô địch quốc gia World Cup 2047. Viettel nằm trong top những đội bóng để thua nhiều nhất. Pha cướp bóng của Hoàng Đức, và đây là Bruno. Đá đầu tiên của Bruno về khung thành của Nguyên Mạnh. Một pha chạy là một trong những kết quả quen thuộc nhất của Sông Lam Nghệ An khi thi đấu tại đây ở mùa giải này. Cơ và đá đầu thắng dành cho Sông Lam Nghệ An. Tỷ số là 1-0. Chúng ta sẽ cùng xem lại tiếng này. Không hề có lỗi việt vị. Bóng vượt qua đầu của đội trưởng Bùi Tiến Dũng bên phía đội khách. Và Đình Đồng. Đây là góc mà Olaha đã từng ghi bàn. Cơ ơi! Thêm một cơ hội nữa. Nhưng chưa có bàn thắng thứ hai. Và đó lại là Quang Tình. Với một quả tạt từ bên phía hành lang cánh trái. Cú đá vô lê lần này thì không được chuẩn xác để tạo ra một siêu phẩm nữa. Đấu này nếu có thể thành công thì đây sẽ là thời điểm mà câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có thể vượt qua khủng hoảng cách tạm thời. Giang Clesio. Và một lần nữa thì ngoại binh của Viettel bị thổi phạt. Anh đã hơi ham bóng ở tình cuối cùng. Trước đó thì Giang Clesio đã phải nhận một chiếc thẻ vàng. Và như vậy là thẻ vàng thứ hai. Thẻ vàng thứ hai. Giang Clesio sẽ phải rời sân và Viettel chỉ còn 10 người. Hãy cùng xem lại pha bóng này. Bóng đã tuột ra khỏi tầm với của phản công. Những giây cuối cùng của hiệp đấu mà chúng ta đang theo dõi. Đình Hoàng. Vinicius. Và xử lý cá nhân của Vinicius. Cơi. Bóng tung trong lưới. 2-0. 2-0 dành cho Sông Lam Nghệ An và đó là Hồ Tuấn Tài. Một pha bóng mà nỗ lực cá nhân của Vinicius trước đó rất đáng ghi nhận. Tại tình huống này, Vinicius liên tiếp có những tình huống chạm bóng và trái bóng trôi tới đúng vị trí của Hồ Tuấn Tài. Cú đệm bóng một chạm rất chuẩn xác. Và lần thứ hai khiến cho thủ môn Ngô Xuân Sơn của đội khách Viettel phải vào lưới nhặt bóng. Như vậy là hiệp 1 trên sân Vinh cũng đã kết thúc. Với việc thi đấu hơn người so với đối thủ thì Sông Lam Nghệ An sẽ có nhiều giải pháp để lựa chọn. Duy Thường. Duy Thường chết cháy. Cơ hội dành cho Bruno. Không vào. Cú trịnh mũi giày với lực đi rất tốt của Bruno. Cơ hội dành cho một cú sút rất nguy hiểm. Cú đá thẳng về khung thành của Ngô Xuân Sơn. Tình huống dứt điểm của Hồ Sĩ Sâm. Người đã được đưa để mất bóng rất nguy hiểm. Đó là pha để mất bóng của Văn Thiết. Tình huống 4-3 dành cho đội bóng áo vàng. Cơ hội Ngọc Tuấn. Chân trái chân thuận gỗ là. Chưa có bàn thắng thứ 3. Chưa có bàn thắng thứ 3 dành cho đội chủ nhà. Và cái duyên ghi bàn vẫn chưa tìm tới đối với Olaha. Bàn thắng thứ 3 dành cho Sông Lam Nghệ An. 3-0. Quá sớm bởi thẻ phạt của Giang Clesio đã khiến cho đội bóng Viettel đánh mất tất cả. Bật cao đánh đầu không vấp phải một sự truy cản nào. Sông Lam Nghệ An đã có tổng cộng là 20 pha lập công trong một giải hiện tại. Bruno. Bruno vẫn đang chơi đầy nỗ lực ở những phút cuối. Và sẽ có một quả đá phạt 11m. Phút thi đấu chính thức cuối cùng. Nỗ lực của Bruno mang về cho đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Hải Biên cơ hội để có bàn thắng danh dự. Nguyễn Mạnh đã từng giành thắng lợi trước Bruno ở hai tình huống trước đó, nhưng lần này thì Bruno đã thành công. Bàn thắng thứ 4 trên sân Vinh.